Ngày 21 tháng 1 tại Hà Nội, cục trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với chương trình nghiên cứu biến đổi khí hậu và an ninh lương thực Đông Nam Á đã công bố và chuyển giao bản đồ nguy cơ thiếu nước và lịch thời vụ điều chỉnh trong sản xuất lúa vùng Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Bản đồ nguy cơ thiếu nước và lịch thời vụ trong sản xuất lúa sẽ được áp dụng cho 12 địa phương vùng Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Công pháp đã được áp dụng để xây dựng bộ bản đồ rủi ro hạn hán, xâm nhập mặn và ngập lũ cho 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn 2016-2018 và đã được áp dụng thành công trong vụ đông xuân 2019-2020, giúp các tỉnh có kế hoạch ứng phó sớm với các điều kiện thời tiết cực đoan, giảm thiểu thiệt hại cho lúa do xâm nhập mặn và hạn hán. Trong cái vụ đông xuân của năm 2019-2020 là cái năm mà chúng ta điển hình nhất cho cái việc mà thực hiện cái bản đồ CF map này đó là chúng ta chủ động giảm đi khoảng 50.000 hecta lúa mà chúng ta không thể nào điều tiết được nữa nếu như không có những cái định hướng này thì có thể nói là chúng ta sẽ mất trắng đi 50.000 hecta Thông qua việc sử dụng các kịch bàn và mức độ rủi ro thiếu nước khác nhau sẽ đảm bảo cho việc điều tiết nước, phục vụ sản xuất gieo cấy vụ đông xuân hài hòa giữa các tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường sản nước từ các hồ qua đó góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đến ngành nông nghiệp nước ta